Đây là bài viết Cà phê một mình, những bài học trường đời, phần 6 của tác giả Dương AQ đăng trên spiron.com. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu bài viết này nhé. Series bài viết này là câu tự chuyện về cuộc đời của tác giả, kể về những gì tác giả đã trải qua, chiêm nghiệm lại, rút ra bài học cho chính mình. Trong quá trình viết bài, khó tránh khỏi việc có những góc nhìn hạn chế về một người, một tổ chức hay một công việc, dù đã hạn chế việc nói cụ thể vào đối tượng. Mong nhận được sự thông cảm. Hiện các bài viết được chia thành nhiều phần nhỏ để thuận tiện trong việc viết của tác giả. Mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn trong một phần để tránh bị loãng bài. Việc tổng hợp các bài viết thành một bài duy nhất sẽ được cân nhắc sau khi hoàn thiện series này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Have fun! Bài học thứ 9. Hội thảo đa cấp. Không thể ở nhà làm miễn phí mãi được. Một thời gian sau thì tôi cũng phải xách môn đi mà xin việc. Điều khác biệt ở chỗ bây giờ tôi chủ động tự tìm thay vì nhờ bố mẹ giúp đỡ. Ít nhất bây giờ tôi cũng biết mình thực sự cần việc gì, có thể làm gì, mức lương ra sao. Trước khi tìm việc, tôi cũng đã nhẩm tính mức lương cho mình rồi. Bởi lúc này tôi thực sự cần có một mức lương đủ nuôi sống bản thân. Tôi nộp CV đi nhiều nơi, cứ như đi phát tờ rơi vậy. Tôi có đọc mấy bài viết trên mạng nói rằng có nhiều công việc lừa đảo lắm, nếu không cẩn thận thì tiền mất tật mang. Bởi vậy nên tôi cũng rất thận trọng khi được người ta gọi điện. Hồi ấy cũng đã xuất hiện đa cấp rồi. Có lần tôi cùng một bạn tham dự một buổi hội thảo. Tôi đi vì muốn tận mắt chứng kiến xem họ có lừa thật không, và nếu lừa thì lừa như thế nào. Chúng tôi đi theo một nhóm chứ không phải đi một mình. Tới nơi thì thấy đông nghẹt người. Bên trong là một phòng họp cỡ lớn, lớn hơn cả hội trường phòng họp của trường đại học. Ấy vậy mà chật kín người, thậm chí phía dưới nhiều người còn phải đứng. Sân khấu khá hoành tráng, có MC nói chuyện thật năng nổ, không khí trở nên hào hứng. Họ giới thiệu bán thực phẩm chức năng hay thuốc gì đó, rồi nhanh chóng giới thiệu những tấm gương thành công. Những người bảnh bao trong bộ vest, giày đen bóng lộn, thu nhập hàng trăm triệu mỗi tháng. Tôi như không tin vào mắt mình. Với một thằng một tháng kiếm không nổi 1 triệu như tôi mà nói, đó là một điều quá sức tưởng tượng. Những tràng pháo tay chúc mừng vang lên không ngớt. Dường như không khí không lúc nào chùng xuống để cho người ta kịp định thần suy nghĩ. Nhưng những ngày tháng cách đích theo học khôn với ông anh đã níu giữ tôi lại. Có điều gì đó không ổn ở đây. Nhớ lại bài học trả tiền cà phê mà tôi giật mình. Người ta dễ mất tiền nhất khi họ đang hưng phấn. Chiều này tôi đã thọ giáo ông anh nhiều rồi. Xét về khả năng làm người khác hưng phấn, bị cuốn theo câu chuyện thì những kẻ ở đây thua xa ông anh tôi. Tôi bất giác đưa tay vào túi quần, giữ chặt cái ví mỏng dính trong tay. Tôi thầm nghĩ, nếu những gì ông anh dạy là đúng, thì kiểu gì cuối buổi họ cũng sẽ kêu mình bỏ tiền ra. Tôi không để ý không khí xung quanh nữa, mà chỉ muốn kiểm tra xem nhận định này có đúng không. Tôi muốn kiểm chứng những gì ông anh đã dạy mình. Quả thật, điều đó đã tới. Một đứa bạn trong nhóm tôi hào hứng đăng ký ngay, khoảng gần 300 ngàn. Rồi người ta hối thúc tôi tham gia cùng. Tôi viện cớ quên mang tiền, kéo đứa bạn ra ngoài, đi thẳng một mạch về nhà mà không quay đầu lại. Mấy ngày sau bạn tôi lại hỏi chuyện đăng ký tham gia, bởi người bạn kia, bạn của bạn tôi, rất say mê và hào hứng, luôn rủ rê chúng tôi tham gia để làm F2 của bạn đó. Tôi một mực chối từ. Quả thật, tìm được việc làm tử tế không hề dễ. Cạm bẫy luôn ở xung quanh và tấn công vào những lúc ta không đề phòng nhất, hay lúc ta yếu thế nhất. Những thứ khơi dậy lòng tham trong lòng người ta thì đều là cạm bẫy. Những thứ khiến ta hưng phấn thì cũng sẽ là những thứ muốn lấy tiền trong túi ta. Tôi đã thấm thía bài học này và luôn mang nó theo bên mình, để từ đó trèo lên từ đáy cuộc đời mình. Hết phần 6. Hy vọng là các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiron.com để tìm đọc thêm. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Xin chào và hẹn gặp lại.